Gần đây y quán cứ bị người ta khiếu nại suốt. Tớ xem tình hình ra sao. Cái gì? Y quán vừa bẩn vừa hỗn loạn thế này, mau mời người tới dọn dẹp. Cái gì? Bể tắm thuốc lại đặt ra ngay ở cửa, sắp xếp lại. Thầy thuốc cũng rẻ, hãy mời thầy thuốc cao cấp hơn. Còn về dược liệu thì chọn thuốc giả tự chế, không có vấn đề gì lớn. Quả nhiên người trong sạch.